chào, tôi là bác sĩ Hoàng Đình Thành, đang công tác tại Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, có một nhóm triệu chứng mà chúng ta hay gặp, rất hay gặp trong bệnh lý tiêu hóa và gan mật, đó là triệu chứng đầy bụng và buồn nôn. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị các triệu chứng này như thế nào. Đầy bụng và buồn nôn đó là cảm giác của người bệnh. Cảm thấy cái vùng bụng dưới của mình hoặc là bụng trên hoặc toàn thể cái bụng cảm thấy như là chứa chấp gì đó bên trong. Cảm giác chướng chướng và đầy đầy. Thì sự mô tả của người bệnh rất khác nhau. Tuy nhiên qua thăm khám thì bác sĩ có thể đưa ra một cái triệu chứng đơn giản đó là đầy bụng. Thứ hai là buồn nôn. Buồn nôn cũng là một cảm giác rất chủ quan. Thì đại khái trong quá trình thăm khám và hỏi thăm bệnh thì chúng tôi có thể khai thác được đó là cái cảm giác muốn nôn ra, muốn ói ra, muốn mửa ra thứ gì đó ở trong bụng, trong dạ dày. Như vậy đầy bụng mà buồn nôn không phải là những căn bệnh, nó chỉ là triệu chứng, nó chỉ là những cái dấu hiệu, người ta gọi là những dấu chứng lâm sàng có thể gặp trong các nhóm bệnh lý về tiêu hóa và gan mật. Nguyên nhân mà dẫn đến những cái triệu chứng buồn nôn và đầy bụng thì có thể là có bệnh hoặc là không bệnh. Không bệnh tức là những triệu chứng có thể thoáng qua thôi, do rối loạn tiêu hóa, do ăn uống quá nhiều, do bội thực hoặc là do cái thực phẩm đó nó không phù hợp khẩu vị của mình hàng ngày. Tuy nhiên cái triệu chứng này nó có thể làm cho người bệnh cảm thấy khó chịu vì họ không tìm thấy cái nguyên nhân. Ví dụ hôm qua hôm kia không ăn uống gì cả, không có một cái thức ăn nào mới lạ hoặc là cũng không đi du lịch, thì như vậy bác sĩ cần phải thăm khám. Như vậy thì đầy bụng buồn nôn có rất nhiều nguyên nhân, thì mình có thể gom gọn thành những cái bệnh lý về tiêu hóa và bệnh lý gan mật. Bệnh lý tiêu hóa là gì? Là những bệnh về dạ dày, về thực quản, về tá tràng hoặc là bệnh của ruột non, ruột già. Thứ hai là bệnh lý về gan mật thì cũng có thể do bệnh viêm gan hoặc là một cái tổn thương ở túi mật, đường mật hoặc thậm chí bệnh lý của tụy. Thì như vậy chúng ta cần phải làm thêm những cái động tác tiếp theo thì chúng ta mới tìm ra được cái nguyên nhân gây ra hai cái triệu chứng đó. Cần gặp bác sĩ trong những trường hợp triệu chứng này kéo dài, chúng ta cần phải biết lý do bệnh gì đã dẫn đến các cái triệu chứng đó để chúng ta điều trị. Chúng ta không nên tự ý dùng thuốc, hoặc nếu chúng ta chưa có điều kiện đi khám bác sĩ và nghi ngờ những cái triệu chứng đầy bụng buồn nôn này do một số nguyên nhân, ví dụ do ăn uống, thì chúng ta có thể có một số cách theo chỉ dẫn của dân gian. Ví dụ như chúng ta ăn uống rồi đầy bụng thì có thể uống một ít ly chanh muối hoặc là trà gừng hoặc là nước ấm thông thường cũng được. Và buồn nôn thì có thể ngậm kẹo gừng chẳng hạn, hoặc là uống những cái loại nước có thêm một tí muối, một tí gừng thì cũng có thể giúp cho giảm bớt cái cảm giác đầy bụng và buồn nôn. Tuy nhiên đó là những cái biện pháp tạm thời. Chúng ta cần phải xem xét xem là bệnh lý gì. Đôi khi những cái thao tác đó, những cái động tác như vậy có thể làm nặng thêm bệnh lý chúng ta đang có. Tốt nhất là quý vị nên đi khám. Một số cái việc sau đây là quý vị không nên làm. Ví dụ là đầy bụng, quý vị nghĩ là uống rượu vô sẽ giảm đi đầy bụng thì không nên. Không nên uống rượu hoặc uống bia. Cũng không nên sử dụng những cái thuốc điều trị viêm dạ dày hay là những cái thuốc chống nôn. Thông thường nó cũng ít có tác dụng phụ, mà lắm lúc cũng có thể gây ra những tác dụng phụ. Ví dụ như chúng ta uống thuốc chống nôn chẳng hạn, có khi nó có một cái tác dụng phụ về ngoại tháp sau khi uống xong, thì quý vị sẽ bị cứng hàm, cứng lưỡi, trợn mắt. Những triệu chứng đó làm cho quý vị rất là bối rối. Những cái loại thuốc tân dược quý vị không nên dùng. Chúng ta có thể uống nước gừng hoặc là xoa bụng, hay là chúng ta nằm nghỉ ngơi xem. Chúng ta có thể ăn uống nhẹ thôi, ăn cháo hoặc là uống ít sữa. Thì đây là những cái triệu chứng mà chúng ta hay gặp trong bệnh lý tiêu hóa. Chính vì vậy vấn đề ăn uống là hết sức quan trọng. Nếu lỡ chúng ta ăn quá nhiều thì coi chừng chúng ta sẽ bị đầy bụng và buồn nôn. Hoặc là chúng ta ăn những món ăn lạ, hoặc chúng ta đi du lịch
đến những cái nơi lạ và thức ăn ở đó mình không biết họ đã chế biến như thế nào cũng có thể gây ra cái triệu chứng như vậy. Thì thật khó để mà cảnh giác. Tuy nhiên, nếu quý vị mà có những cái chứng đầy bụng và buồn nôn như vậy thì quý vị cũng nên xem xét lại là chúng ta đã sử dụng gì, ăn uống như thế nào. Trong trường hợp chúng ta mắc chứng đầy bụng buồn nôn thoáng qua thì quý vị có thể nhờ các cái cơ sở y tế gần đó để giải quyết vấn đề cho mình. Vừa rồi tôi chia sẻ có thể sẽ không đầy đủ cho quý vị tham khảo. Chính vì vậy quý vị có thắc mắc gì hoặc có những cái mong muốn gì đó, quý vị có thể nhắn tin hoặc là comment hoặc là thuận tiện thì đến gặp chúng tôi để giúp cho quý vị có sức khỏe tiêu hóa gan mật tốt hơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.